Xin chào bạn, mình là Nguyên. Chào mừng bạn đến với Nguyên Yoga. Yoga dành cho các bạn trẻ và người bận rộn. Ngoài tập yoga ra thì Nguyên thường xuyên tập gym và mình cũng làm việc trên máy tính rất là nhiều, cho nên là ngày xưa mình thường xuyên bị nhức mỏi cổ vai gáy cũng như là nhức mỏi lưng. Tại vì mình không giãn cơ và mình lại còn ngồi máy tính nhiều nữa. Sau này khi mà Nguyên đã tập yoga nhiều rồi, cũng như là sau mỗi buổi tập gym thì Nguyên luôn dành ra 10 đến 15 phút. Thì bây giờ cái tình trạng nhức mỏi cổ vai gáy và lưng nó đỡ hơn rất là nhiều và gần như không còn. Thì qua cái video này Nguyên muốn hướng dẫn các bạn những bài tập mà Nguyên thường xuyên sử dụng để Nguyên giãn cơ sau khi tập gym. Nguyên hy vọng là nó sẽ có ích với các bạn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện nhé. Ok, rồi đầu tiên là chúng ta sẽ ép giãn vùng cơ nối giữa xương chậu và thắt lưng ha. Các bạn bước chân phải về phía trước. Sau đó mình bước dài chân trái về phía sau nè. Rồi, giữ cho đầu gối cổ chân trên đường thẳng ha. Chúng ta sẽ bước dài chân và nhấn cái háng của mình dài về phía trước. Ở đây ha, các bạn sẽ cảm nhận được cái vùng cơ ở đây nó ép căng về phía thảm của mình, về phía sàn ha. Rồi vươn dài lưng lên và hít thở đều ở đây. Rồi, đây là lựa chọn dễ ha, là với các bạn nào mà người hơi cứng thì các bạn chỉ cần giữ ở đây. Ok, còn với các bạn nào mà muốn căng hơn nữa và muốn ép giãn hơn nữa cái vùng cơ này thì chúng ta sẽ hạ tay phải sang ha, chân phải phía trước ha, hạ tay phải sang bên và vươn tay trái kéo căng hết lường sang. Đây, các bạn sẽ cảm nhận nó ép căng từ vùng đùi, cơ háng lên dọc lưng, sườn của mình. Hít thở đều, giữ 5. Với bạn nào không chống tay tới thảm được mà các bạn có một cái cục gạch hoặc là một cái cục tạ thì các bạn cũng có thể chống tay phải lên nếu mình không chống tay tới thảm được. Hít thở đều ha, thả lỏng ra. 3, 2, 1, rồi thả lỏng. Sau đó các bạn đẩy người về phía sau này. Chúng ta sẽ duỗi thẳng chân phải về phía trước và mình sẽ ép căng cái dây chằng chân phải nhé. Rồi gập người tới, ép căng. Với các bạn nào người cứng, lưng hơi cứng thì các bạn có thể chống tay lên hai cục gạch hai bên hoặc hai cục tạ hai bên để chúng ta hỗ trợ, hoặc các bạn cũng có thể chống tay ở trên chân phải của mình ha, để chúng ta có thể giảm căng mỏi lưng. Với bạn nào người hơi cứng không chống tay tới thảm được, gập người tới, giữ, hít thở đều ở đây. Ngoài ra thì bạn nào mà cái người của các bạn mà hơi bị đổ về phía sau gối trái thì chúng ta cố gắng mình nhích nhẹ cái chân phải về phía trước hoặc kéo gối trái về phía sau ha. Nhích nhẹ cái chân phải trước, kéo gối trái về sau để người và hông nó đổ về phía trước. Chúng ta sẽ dễ ép căng dây chằng hơn. Lát nữa chúng ta làm tương tự cho chân bên kia thì các bạn cũng nhớ cái tương tự ha. Rồi, giữ ở đây nè, mình sẽ ép căng cái dây chằng. Với các bạn nào mà tập gym nhiều thì cái phần dây chằng này sẽ khá là cứng. 3, 2, 1, rồi thả lỏng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ co đầu gối lại và vẫn bây giờ các bạn bước dài chân trái phía sau ha. Rồi ở đây nè, chúng ta sẽ lấy tay phải của mình nhé, mình nắm mũi chân trái đằng sau và mình kéo gót chân về phía mông. Các bạn sẽ cảm nhận căng cái phần đùi trước của chân trái ha. Các bạn nào tập gym nhiều thì cái phần đùi trước cũng rất là cứng, đặc biệt với các bạn nào mà tập các bài chân nhiều. Rồi ngoài ra, bạn nào không nắm tay tới được thì các bạn có thể nhích chân, nhích gối lên tí xíu để cho nó dễ hơn. Hít thở đều, giữ 3, 2, 1, rồi thả lỏng. Rồi bây giờ các bạn đổi bên, chân trái về phía trước và các bạn bước dài chân phải về phía sau. Rồi vươn dài lưng lên này. Rồi tương tự như hồi nãy ha, lựa chọn một là các bạn nhấn cái háng dài về phía trước và giữ ở đây, hít sâu, thở chậm để mình ép giãn cái vùng cơ nối giữa xương chậu và lưng của mình. Lựa chọn 2 nó sẽ khó hơn, là các bạn hạ tay trái lên trên sàn hoặc lên trên một cục gạch, cục tạ. Mình vươn tay phải sang kéo căng hết, vừa nhấn háng xuống vừa kéo căng lưng. Giữ ở đây, hít thở đều. 5. Cái vùng cơ này nếu các bạn ép giãn thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm các cơn đau về lưng dưới nhé. 2. Rồi thả lỏng, đẩy người về sau, duỗi thẳng chân trái về phía trước. Rồi hai tay chống trên thảm hoặc trên gạch hai bên, hoặc các bạn có thể chống trên chân trái cũng được. Chúng ta sẽ ép căng cái dây chằng chân trái của mình. Và nếu hông của mình mà đằng sau gối phải thì các bạn đẩy chân trái tới hoặc nhích gối phải về sau một chút. Rồi giữ ở đây, hít thở đều. 5. 4. 3. 2. Rồi thả lỏng, co đầu gối lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy tay trái của mình, nắm mũi chân phải phía sau, kéo gót chân về phía mông, nó sẽ ép căng cái phần đùi trước của chân phải. Nếu bạn nào nắm không tới mũi chân thì các bạn nhích cái đầu gối chân phải lên về phía trước tí xíu nhé, cho nó dễ hơn xíu. Đặc biệt là các bạn nào mà người hơi cứng. 4. Hít thở đều. 3. 2. 1. Rồi thả lỏng. Rồi bây giờ các bạn chống tay xuống và các bạn đưa chân về phía sau nhé. Rồi mình sẽ cùng nhau làm tư thế rắn hổ mang ha. Rắn hổ mang nó sẽ giúp cho các bạn giảm các cơn đau vùng lưng dưới và giãn cột sống lưng của mình. Hai tay chống ngang ngực, nhẹ nhàng hít vào, trường ngực, bụng về phía trước, nhấc ngực lên, rắn hổ mang. Bạn nào đau lưng thì không cần phải lên cao ha, đặc biệt các bạn nào người hơi cứng thì các bạn chỉ cần giữ ở dưới. Bạn nào thoải mái thì vươn lên nhé. Rồi thở ra, các bạn hạ người xuống, rồi nâng người lên. Về tư thế em bé này, child pose, hạ mông về phía gót chân, có thể tách nhẹ hai gối ra tí xíu, gập duỗi thẳng tay về phía trước, hít thở đều ở đây. 5 4 3. Động tác này sẽ giúp giãn cái cột sống lưng cũng như là vai của các bạn. 2. Rồi thả lỏng. Rồi tiếp theo mình sẽ sang tư thế chim bồ câu, là nó sẽ giúp giãn cái vùng khớp hông của các bạn cũng như khớp gối. Rồi các bạn sẽ đưa chân phải về phía trước. Đây mình chỉ cách dễ ha. Các bạn bước chân phải lên về phía trước một tí xíu. Ok. Sau đó các bạn co cẳng chân phải vào trong. Rồi, lưu ý này, mình sẽ co cẳng chân phải và đẩy cái cẳng chân tới tí xíu ha. Cố gắng là đừng co cẳng chân vào trong nhiều quá nhé. Mình sẽ đưa cái cẳng chân về phía trước và tách mở cái gối và cái hông phải sang bên phải ra ngoài một xíu. Tại vì đây là động tác mở khớp hông, cho mình muốn mở hai cái hông ra bên ngoài. Rồi, ở đây này, các bạn sẽ nhấn ép hai cái khớp hông xuống về phía thảm ha. Hông bên phải nhấn ép xuống và hông bên trái nhấn ép xuống, úp người về phía trước. Tuyệt đối là mình không có để hở cái vùng hông trái lên nhé. Mình muốn là úp cái người, dùng tay hỗ trợ hai bên úp ép sát hai khớp hông xuống về phía thảm. Rồi bạn nào đau lưng thì đổ người tới này. Còn thoải mái thì chúng ta, nếu không bị đau lưng gì hết thì chúng ta vươn người lên. Còn đau lưng thì đổ người về phía trước nhé. Rồi các bạn sẽ cảm nhận cái vùng khớp hông bên trái và bên phải ép về phía thảm. 4. Hít thở đều. 3. 2. 1. Rồi thả lỏng. Đổi bên này, chân phải phía sau, chúng ta co chân trái về phía trước. Rồi tương tự mình co cẳng chân trái vào trong. đẩy cái cẳng chân trái tới tí xíu. Các bạn mở cái gối và khớp hông trái sang bên trái ra ngoài một xíu nhé. Và mình úp cái hông bên phải xuống, hướng người về phía trước. Rồi, ở đây các bạn giữ. Nhớ là hướng người tới nha, đừng để mở cái hông phải lên. Ép hai khớp hông xuống về phía thảm. 4. Hít thở đều. 3. 2. 1. Rồi, thả lỏng. Rồi, bây giờ các bạn đưa chân về sau. Rồi, chúng ta sẽ ngồi lên cẳng chân. Mình giãn cái vùng cơ bả vai để cho các bạn giảm các cơn đau nhức mỏi cổ vai và lưng trên sau khi các bạn tập xong các bài mà tay vai ha. Thì các bạn có thể ngồi trên mông hoặc ngồi trên cẳng chân đều được. Các bạn đặt tay phải về phía sau thắt lưng nhé, co cẳng tay về phía sau thắt lưng, đẩy mở nhẹ cái khớp vai phải của mình ra ngoài. Đồng thời này các bạn đưa tay trái lên đầu. Ok không? Giữ cho lưng thẳng nè. Mình xoay nhé, xoay đầu sang trước ha. Xoay chứ không có nghiêng nhé. Xoay đầu sang khoảng 45 độ. Sau đó dùng tay trái của mình nè, kéo gập người, kéo gập cái đầu xuống. Và giữ ở đây, hít thở đều. Các bạn sẽ cảm nhận cái vùng cơ nối từ cổ chạy dọc xuống vùng vai và lưng trên của mình ở đây ha. Các bạn nào mà tập vai nhiều, cơ nâng vai nó sẽ hơi cứng và bó một xíu thì mình sẽ tập giãn cái vùng cơ đó ở đây. Hít thở đều. 3. 2. Rồi, thả lỏng. Tương tự đổi bên, tay trái co đặt dưới vùng thắt lưng phía sau, đẩy mở nhẹ khớp vai trái ra ngoài. Đồng thời các bạn đưa tay phải lên đầu này, xoay đầu sang khoảng 45 độ. Rồi kéo gập đầu xuống. Giữ. 5. Hít thở đều. 4. 3. 2. Rồi, thả lỏng. Ok, rất tốt. Rồi, bây giờ các bạn sẽ sang tư thế con ếch, frog pose ha. Để sang tư thế con ếch thì Nguyên chỉ là các bạn ngồi xổm. Sau đó các bạn sẽ hạ hai đầu gối ra ngoài. Mở rộng hai đầu gối ra ngoài ha. Rồi, Nguyên xoay sang cho các bạn thấy cái góc ngang nhé. Rồi, cố gắng là giữ cho gối và hông của mình trên một cái đường ngang này nè. Đừng đẩy mông về sau nhiều quá ha. Mình muốn đẩy hông về phía trước. Rồi, sau đó các bạn mở rộng hai đầu gối ra hai bên. Các bạn có thể tự đẩy ra hoặc dùng tay của mình nhích đầu gối ra ngoài. Với bạn nào mà người hơi cứng, cái vùng cơ háng, cơ đùi trong hơi cứng thì mình sẽ không mở được rộng, thì các bạn cứ giữ ở bên trong thôi. Còn nếu mở rộng được bên ngoài thì các bạn mở rộng ra. Rồi giữ ở đây, hít thở đều. Nếu đau lưng thì chống xuống cẳng tay nhé. Cảm nhận cái vùng cơ háng, cơ đùi trong của mình được ép căng ở đây. Còn nếu không cảm thấy thì mình cứ tiếp tục nhích, mở rộng gối ra ngoài ha. Các bạn cũng có thể nhích người nhẹ về trước, về sau. Nhẹ nhàng nếu muốn, hít thở đều. Nó cũng sẽ giúp cho các bạn tìm các góc khác của vùng cơ nối, của vùng cái cơ háng của mình để ép căng cái vùng đó. Hít thở đều này. Ok, rồi thả lỏng. Ok, rồi tiếp theo này, mình mở rộng hai chân. Rồi ở đây lát nữa mình sẽ gập người về phía trước. Thì Nguyên nói trước ha, một số bạn người hơi cứng và các bạn nhìn động tác này các bạn sẽ hơi sợ. Đặc biệt các bạn nào mà biết là cái động tác xoạc ngang hay là mở rộng chân thì nó sẽ hơi kinh khủng với các bạn. Đặc biệt các bạn mà dây chằng cứng thì các bạn sẽ không có gập được người về phía trước. Thì cái lựa chọn dễ cho các bạn là các bạn có thể đứng lên, là các bạn mở rộng chân ra ha. Là các bạn gập người tới như vậy nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Ok. Còn bạn nào mà ngồi được ở dưới thì các bạn ngồi lên thảm, hoặc ngoài ra các bạn có thể ngồi lên một cái bục cao, nâng độ cao hông lên một tí xíu thì các bạn sẽ dễ gập người về phía trước hơn. Chủ yếu ở đây không phải là mình tập xoạc ngang hoặc là mình ép căng gì quá mức, mà chủ yếu là mình giãn cái vùng cơ đùi trong và cái dây chằng của các bạn. Ok, rồi chúng ta sẽ gập nhẹ người về phía trước ở đây, giữ 5, hít thở đều, hít sâu thở chậm. Bạn nào gập được nhiều thì các bạn cứ gập hết người về phía trước ha, còn nếu không gập được nhiều thì các bạn giữ ở trên. Mình biết là rất là nhiều bạn người hơi cứng thì các bạn giữ ở trên thôi nhé. Hít sâu thở chậm, với từng nhịp thở các bạn thả lỏng ra ha. 3 2 1. Ok, rồi thả lỏng. Rồi động tác cuối cùng các bạn sẽ nằm xuống nè. Rồi các bạn nằm xuống. Ok, rồi duỗi thẳng chân trái về phía trước. Chúng ta sẽ co đầu gối chân phải về phía ngực, được không? Rồi các bạn hạ cái đầu gối chân phải sang bên trái, đưa cái hông phải sang luôn nhé. Dùng cái tay trái là mình nhấn đè cái khớp gối xuống, cái gối xuống. Rồi đưa tay phải sang ngang hướng ngược lại, mình sẽ vặn xoắn sang hướng ngược lại. Động tác này nó sẽ ép căng cái vùng cơ nối giữa khớp hông của các bạn và lưng của các bạn, rất là đã luôn. Với bạn nào mà người hơi cứng hoặc là hay đau thắt lưng, lưng dưới, hoặc tập chân nhiều, giữ nè. 3 2 1. Rồi thả lỏng. Rồi đổi bên, co chân trái về phía ngực, hạ chân trái sang và tương tự vặn người sang hướng ngược lại. 5 4. Hít thở đều. 3 2 1. Ok, rồi thả lỏng. Lấy hai tay ôm lấy hai chân, cuộn tròn người lại, thả lỏng cột sống lưng, thắt lưng của bạn ha. Tập xong hay mỏi lưng thì mình ôm gối ở đây. Hít thở đều. Rồi thả lỏng. Rồi chúng ta nghiêng người sang và chống tay ngồi dậy. Như vậy là Nguyên đã hướng dẫn xong các bạn chuỗi các tư thế giãn cơ sau khi các bạn tập gym xong. Ngoài ra thì những các bạn nào mà tập các bộ môn khác như Group X hoặc là các bộ môn mà các bạn sử dụng chân hoặc là tay vai nhiều thì các bạn có thể tập cái bài giãn cơ này rất là nhanh. Nguyên tập mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho các bạn giãn các vùng cơ mà mình hay bị nhức mỏi sau khi tập gym hoặc tập các bộ môn sử dụng toàn bộ cơ thể, full body ha. Ok, rồi hy vọng là nó có ích với các bạn. Nếu các bạn thích video này thì hãy bấm nút like ủng hộ công sức làm video của Nguyên. Và nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu video nào thì để lại dưới phần comment cho Nguyên nhé. Rồi Nguyên còn rất là nhiều video khác trên kênh của mình, các bạn hãy ghé xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.